Lão thị là hiện tượng lão hóa tự nhiên khi thị lực bị suy giảm do tuổi tác. Biểu hiện của lão thị là khi bắt đầu tuổi 40, hầu như ai cũng mắc phải tình trạng nhìn gần không rõ. Đó là do thủy tinh thể bị cứng dần, kém đàn hồi và không thể thay đổi hình dạng để tập trung nhìn vào những hình ảnh gần. Hiện nay có khá nhiều phương pháp để điều trị lão thị, nhưng đâu là phương pháp ưu việt? Bác sĩ Trần Đình Minh Huy, một bác sĩ trẻ đã thực hiện luận văn thạc sĩ đề cập đến các phương pháp điều trị lão thị, cho biết. Thật sự ra là lão thị đã điều trị được từ rất là lâu. Tuy nhiên là điều trị lão thị nó có rất là nhiều phương pháp khác nhau, bởi vì mỗi phương pháp đều có những ưu điểm cũng như là khuyết điểm riêng mà chưa có một cái chấp nhận nào đó là phương pháp nào là tối ưu trong điều trị lão thị. Vào thời điểm tôi làm luận văn là vào năm 2012, thì ở thời điểm đó là có một phương pháp mới ra đời. Đó là phương pháp LPP. Cái cải tiến mới nhất, hiệu quả nhất của LPP so với những phương pháp điều trị lão thị trước đó, đó là nó thêm một cái vùng cầu sai để là nó tăng cái độ sâu trường nhìn rõ của cả mắt nhìn xa lẫn mắt nhìn gần. Nhờ đó cái tỷ lệ thích nghi của bệnh nhân với phương pháp đó nó tăng lên vượt trội so với các phương pháp trước đó. Presbyon là cái phiên bản sau và phiên bản cải tiến hơn của LPP. Và phiên bản của Presbyon thì chỉ ra đời vào khoảng 2014-2015, thời gian gần đây thôi. Còn trong khi đó là phương pháp của LPP là đã ra đời từ năm 2009-2010. Một trong những bệnh nhân được tiến hành điều trị lão thị bằng phương pháp Presbyon của bác sĩ Huy đó là cô người Mỹ Carol Poles. Và hôm nay là ngày cô bước vào cuộc phẫu thuật. Arrived in Vietnam a year ago, and I started to go to a beauty salon that's owned by a lovely woman. So I asked her about getting my eyes done, and she said she knew of a very, very good doctor. She told me how good it was. Of course, being who I am, I verified on the internet and compared it to the opportunities I would have if I went back to California. And the idea of traveling far away on an airplane to go to your home country to have this operation and then fly, it would be 12 hours or more in the airplane, maybe 15, 18 hours in the airplane. That's not very good for your eyes. That was another reason to just be calm and do it here. So. Just the normal worries that any human being would have if they were to have a knife cut their eyes. I mean, it's a very frightening proposal. You only have these eyes, and it's precious. That's good. That's really good. So now we could go for the surgery. Good. Yeah. Xin chào bác sĩ Minh Huy. Hôm nay là chúng ta có một cuộc phẫu thuật với một bệnh nhân là người nước ngoài. Thì bác có thể cho biết là tình trạng bệnh nhân là như thế nào và phương pháp chúng ta sẽ tiến hành là phương pháp Presbyon. Thì tại sao chúng ta chọn phương pháp này? Là đây là một cái bệnh nhân người nước ngoài. Thì cái tình trạng của bệnh nhân hiện tại bây giờ là bệnh nhân có một cái tình trạng đó là viễn thị và lão thị. Cả hai mắt bệnh nhân viễn thị khoảng chừng 2 độ 25 cho đến 3 độ. Do đó, để đạt được một mục đích là không còn lệ thuộc vào cái cặp mắt kính mà đeo, kể cả kính nhìn xa lẫn kính nhìn gần, thì bệnh nhân phải chọn một cái phương pháp đặc biệt hơn. Đây là cái phương pháp mới có tại Việt Nam hiện tại bây giờ, đó là phương pháp Presbyon. Trước khi mà tiến hành phẫu thuật cho ngày hôm nay thì bệnh nhân có cần phải có sự chuẩn bị về tâm lý hay là trong ăn uống hay nghỉ dưỡng gì hay không? Đối với bệnh nhân thì cái việc chuẩn bị tâm lý sẽ là cái quan trọng nhất. Tuy nhiên cái việc chuẩn bị tâm lý của bệnh nhân đã được chúng tôi chuẩn bị khá là kỹ từ trước. Đó là trong quá trình thăm khám thì chúng tôi đã giải thích rất là kỹ đó là tại sao mình sẽ lựa chọn phương pháp này đối với bệnh nhân và những cái mặt ưu cũng như những mặt khuyết điểm của phương pháp này trên bệnh nhân sẽ là những gì. Đối với một số trường hợp là bệnh nhân mà dị ứng, có tiền sử dị ứng hay một vấn đề gì thì mới cần có kiêng ăn một số thực phẩm có khả năng gây dị ứng cho bệnh nhân. Còn ngoài ra đối với mỗi bệnh nhân và việc phẫu thuật trên bệnh nhân này chủ yếu chỉ là nhỏ thuốc tê, không có chích thuốc tê, không gì nặng nề hết nên bệnh nhân hoàn toàn có thể sinh hoạt bình thường. Đây có phải là gọi là tiểu phẫu hay không bác? Phẫu thuật này người ta vẫn đang tính là một cái phẫu thuật là đại phẫu. Tuy nhiên bởi vì cái sự áp dụng công nghệ cao rất là nhiều ở trong đây
cũng như đó là bởi vì mình đã chuẩn bị quá kỹ càng nên cái việc phẫu thuật và cái công tác chuẩn bị của mình ngay bên trong phẫu thuật thì nó sẽ diễn ra khá là nhanh. Vậy là cái thời gian mà tiến hành phẫu thuật sẽ kéo dài trong bao lâu ạ? Thời gian tiến hành phẫu thuật chúng ta có thể chỉ vào khoảng chưa đầy 5 phút cho một mắt. Vậy là toàn bộ cuộc phẫu thuật chỉ khoảng 10 phút thôi ạ? Dạ, chỉ khoảng 10 phút thôi. Nếu bệnh nhân hợp tác tốt thì mọi chuyện sẽ diễn ra rất là nhanh. Vậy là quá nhanh. Vậy thì bây giờ là chắc là ca mổ cũng bắt đầu rồi phải không bác? Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển vào phòng quan sát để chúng ta có thể theo dõi về cuộc phẫu thuật này phải không ạ? Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở phòng quan sát để theo dõi cuộc phẫu thuật bằng phương pháp Best Bion. Ca phẫu thuật lần này là sẽ bác sĩ mà chịu trách nhiệm chính là ai ạ? Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hải Yến. Dạ. Vậy thì để ca phẫu thuật này tiến hành thuận lợi thì cái sự phối hợp giữa bác sĩ và bệnh nhân thì cần phải như thế nào ạ? Về sự phối hợp của bác sĩ đối với bệnh nhân á, thì thường là trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ vẫn sẽ nói chuyện với bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân đó là cái quá trình laser nó sẽ chiếu ra như thế nào và bệnh nhân nên làm gì để phối hợp cho cái việc phẫu thuật tốt nhất. Thì thường là bệnh nhân, cái việc làm duy nhất mà bệnh nhân cần thiết đó là bệnh nhân sẽ nhìn theo một cái đèn gọi là giống như là đèn định thị. Chúng tôi hay gọi là đèn định thị bởi vì cái đèn nó lần như là nó sẽ chớp và bệnh nhân là sẽ nhìn theo cái đèn đó và bệnh nhân giữ yên mắt theo hướng đó thì mọi thứ sẽ diễn ra ổn định nhất và nhanh nhất có thể. Dạ, không biết là bây giờ đến giai đoạn nào? Đây là cái bước mình đang chiếu laser để mình tạo vạc cho bệnh nhân. Dạ, đang tạo vạc ạ. Dạ. Đã di chuyển qua một thiết bị khác phải không ạ? Dạ đúng. Đây là hiện tại đó là mình đã hoàn thành xong việc tạo vạc bằng laser femtosecond với máy Visumax. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đó là mình sẽ đến bước thứ hai đó là mình sẽ chiếu và điều trị các độ của bệnh nhân để mình điều trị theo cái phác đồ điều trị cái phương pháp Best Bion trên bệnh nhân này. Hiện tại bây giờ là mình đang đến cái giai đoạn là mình sẽ tách vạc để mình lật vạc lên để mình trước khi mình chiếu laser. Chúng ta thấy có thể là việc tách vạc và lật vạc lên của bác sĩ Hải Yến diễn ra rất là nhanh và nhẹ nhàng. Và bây giờ tôi đang thấy những cái đèn nhỏ nhỏ xung quanh đó không biết là gì ạ? Những cái đèn nhỏ nhỏ xung quanh đó là nơi mà những cái tia laser mà nó chiếu xuống bề mặt nhãn cầu để cho mình là bóc bay cái mô giác mạc để điều chỉnh cái tật khúc xạ của bệnh nhân. Bây giờ sau khi mà mình đã chiếu xong laser thì bác sĩ Hải Yến đang thực hiện cái động tác đó là mình sẽ rửa dưới vạc để trước khi mình đậy vạc trở lại và coi như là đã hoàn thành một mắt. Dạ. Cái vấn đề là cố định lại vạc sau khi phẫu thuật thì như thế nào? Thường đó là trước khi tạo vạc thì các bạn có thể thấy đó là chúng ta sẽ có một cái động tác đó là gọi là đánh dấu vạc. Đánh dấu vạc để chúng ta đảm bảo một cái chuyện chính xác đó là chính xác nhất có thể mà chúng ta có thể đậy, khi chúng ta đậy vạc lại chúng ta biết đậy đúng vị trí. Trung bình thường thì cái khoảng thời gian mà vạc đảm bảo mua an toàn nhất có thể là cố định hoàn toàn đó là khoảng sau 6 tháng. Bây giờ là mình sẽ tiến trình thực hiện là chiếu laser cho mắt thứ hai sau khi đã lật vạc lên. Okay, thank you. That's it? Yes, that's it. Oh, bravo. Cái tâm trạng bệnh nhân đang rất là tốt. Bệnh nhân rất là tốt, bệnh nhân feel rất là ok. Mà bệnh nhân nước ngoài rất là hợp tác, họ rất là bình thản, rất là bình tĩnh thì sẽ giúp cho cái cuộc phẫu thuật của mình nó nhanh hơn. Cái thứ hai là tất cả các cái thì trong cuộc phẫu thuật đều diễn ra đúng như là cái kế hoạch của mình, không có bị cái gì trệch choạc, không có cái gì vấn đề gì xảy ra trong cái cuộc phẫu thuật. Thế thành ra mình có thể nói là cái phẫu thuật này rất là hoàn toàn đúng như ý thôi. Well, of course I'm relieved that it's over. I can see. I'm not in any serious pain. The most difficult part was when they put liquid on your eye to clean the eye. It's a little annoying. It's over very fast. And she was calm and I was calm and it's over.
working like this is about details, and those details all have numbers and statistics, and you don't realize how much you depend upon your eyes for this. You can see on these screens here, I can look over her shoulder and I can actually read these numbers. This says 28.54. That's incredible. So for me to be able to see these numbers and watch her lined up like this was absolutely impossible before. Impossible. And I would have had to go and get my glasses. But I was very uncomfortable wearing them because the ground didn't feel right or they felt too strong. So most of the time I would put my glasses up here. And then I'd wonder, are they here? Are they here? Are they here? Where are my glasses? Where are my glasses? I can see the detail of the stitch. I can see the trim. I can actually see every little stitch detail on this, whether or not it was smooth. In any circumstance, it gives you a power and a freedom of success that you would never have if you're stuck with this crippling tool of the glasses. So, glasses are done. I don't even remember that I had the surgery. I've gone right back to work and really forgotten about it. It's not anything you have to worry about or favor or think about. I mean, some people, I'm told that some people experience dry eyes after. You can use drops and you put a drop in and you don't have dry eyes anymore, so. I feel 20 years younger, I do. Thưa quý vị, vừa rồi là hình ảnh của cô Carol cho thấy rằng cô rất là vui với đôi mắt hiện nay sau cuộc phẫu thuật RestBion chỉ khoảng một tuần. Và niềm vui của cô cũng là mong muốn của rất là nhiều người đang mắc phải tình trạng lão thị hiện nay. Vì thế mà trong chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời đến hai vị bác sĩ để có thể cung cấp cho chúng ta một số thông tin về những phương pháp cho người bị lão thị. Xin giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Trần Đình Minh Huy, xin giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Đan Thanh. Và hai vị bác sĩ của chúng ta đều đến từ Trung tâm Mắt Hải Yến của Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác Thanh, hiện nay cái nhu cầu mà điều trị lão thị ở Việt Nam của chúng ta cũng như là nước ngoài là như thế nào hay không? Lão thị là mình sẽ biết là nó sẽ xuất hiện từ độ tuổi 40 trở đi. Ở nước ngoài thì đối với con số mà thống kê, số người mà có cái tình trạng lão thị điển hình như ở Mỹ đi thì có khoảng chừng 150 triệu người. Còn đối với Việt Nam mình với dân số là khoảng 93 triệu thì số người từ 40 tuổi trở đi chiếm khoảng 30%, là khoảng 30 triệu người. Thì ta thấy con số này không phải là một con số nhỏ. Riêng việc nhu cầu điều trị lão thị như thế nào thì cũng sẽ còn tùy thuộc vào cái đặc điểm công việc, cái thói quen sinh hoạt, thì nhu cầu của mỗi người sẽ nhiều hay ít là khác nhau. Tuy nhiên mình sẽ thấy là số lượng người đang chịu những cái bất tiện do tình trạng lão thị gây ra là rất lớn. Dạ. Vậy là hiện nay thì chúng ta có bao nhiêu phương pháp để điều trị lão thị ạ? Hiện tại nay thì chúng ta có tương đối là khá là nhiều phương pháp điều trị lão thị. Thí dụ đơn giản nhất mà bây giờ mọi người vẫn đang sử dụng, đó là chúng ta sẽ sử dụng bằng kính gọng. Đó là chúng ta để có thể là mỗi kính với một cái độ để chúng ta có thể nhìn gần được tốt hơn. Tuy nhiên mình có thể có một số phương pháp khác nữa mà nếu mà bệnh nhân không muốn sử dụng kính gọng thì bệnh nhân có thể là phẫu thuật thủy tinh thể đặt với kính đa tiêu hoặc một số điều trị trên giác mạc, như là trong đó RestBion là một trong những phương pháp mà can thiệp trên giác mạc để giúp cho bệnh nhân cải thiện được cả thị giác nhìn gần, những chất lượng thị giác nhìn gần lẫn thị giác nhìn xa của bệnh nhân. Dạ, vậy thì phương pháp RestBion hiện nay xét về độ phổ biến á, thì là RestBion đang đứng ở vị trí như thế nào ạ? Do phương pháp RestBion là một thế hệ sau cùng của những cái kỹ thuật mà mình laser trên bề mặt giác mạc để tạo một cái trường nhìn và cái chất lượng hình ảnh tốt, cho nên là xét về mức độ phổ biến thì sẽ chưa có phổ biến như những cái phương pháp trước đó. Tuy nhiên đây là một cái tiến bộ rất là vượt bậc, thì những người khi mà được điều trị với phương pháp RestBion sẽ cảm giác cái độ hài lòng của mình về cái chất lượng thị giác sẽ cao hơn.
À, vậy thưa bác Thanh, với cái phương pháp này nó còn rất là mới đối với ở Việt Nam chúng ta như vậy, thì tôi không biết rằng liệu cái chi phí để phẫu thuật bằng phương pháp này nó có phù hợp đối với người Việt hay không? Hiện tại thì về điều trị lão thị, mình về khoản chi phí nó sẽ còn tùy thuộc vào mắt mình là có sẵn cái độ cận viễn loạn nào đó trước đó hay không. Riêng về điều trị lão thị bằng phương pháp Presbyon thì mức chi phí là ở khoảng 30 triệu. Ngoài ra nếu mà mình có đi kèm là có cận viễn loạn, mình cần điều trị luôn trong một cái đợt chiếu laser như vậy, thì sẽ cộng chi phí điều trị Presbyon và điều trị laser cho hết cái tật khúc xạ đó là trong khoảng từ 20 đến 40 triệu tùy mắt mình phù hợp với dạng phương pháp nào. À dạ, vậy tức là phương pháp Presbyon có thể thực hiện cùng lúc với những phương pháp khác để có thể vừa điều trị lão thị mà vừa điều trị những tật khúc xạ khác, có phải không ạ? Đúng vậy. À, tôi thấy đây đúng là một cái phương pháp rất là hay. Như vậy là người bệnh nhân thì người ta cũng không phải bị mất quá nhiều thời gian trong quá trình điều trị. Nếu như mà với những ưu điểm của Presbyon như vậy thì tôi thấy rằng nếu mà những người nào bị lão thị đều cũng có thể nên áp dụng cái phương pháp Presbyon này, phải không thưa bác Huy? Điều đó là chúng ta sẽ tùy thuộc trên từng bệnh nhân, trên từng cá thể khác nhau. Bởi vì nếu trong những trường hợp mà bệnh nhân sẽ có những điều kiện khác, như là bệnh nhân có những tình trạng như là đục thủy tinh thể kèm theo, thì lúc đó thì chúng tôi sẽ nghiêng về việc điều trị đó là phẫu thuật thủy tinh thể với đặt kính đa tiêu nhiều hơn. Còn ngoài ra bệnh nhân có thể có một số bệnh lý khác mà làm cho bệnh nhân giảm thị lực mà bệnh nhân lại nghĩ đó là lão thị. Điều đó chúng ta cần phải thăm khám trên từng bệnh nhân cụ thể thì chúng ta sẽ có một cái kết luận rõ ràng. Thì ra là vậy, tức là không phải là bất kỳ trường hợp nào mà về lão thị cũng có thể áp dụng phương pháp Presbyon được, mà cần phải có sự tư vấn và thăm khám kỹ càng của các bác sĩ, phải không ạ? Dạ thưa bác Thanh, có một vấn đề như thế này mà tôi nghĩ là nhiều vị khán giả xem đài sẽ có phần hơi lo ngại, đó là cái quá trình mà chăm sóc sau phẫu thuật á, thì không biết là nó sẽ có gây nhiều ảnh hưởng cho cuộc sống của người ta hay không, và cái quá trình mà chăm sóc đó sẽ kéo dài trong bao lâu ạ? Sau khi mổ xong thì đối với những người có cơ địa là dị ứng với thức ăn hay là bất kỳ một thứ gì khác thì mình sẽ tránh, mình sẽ không ăn những thực phẩm mà dễ gây kích ứng, làm cho mình dị ứng, để mình không kiểu như là mình ngứa gãi lên vùng mắt vừa mổ xong, như vậy thì sẽ an toàn hơn. Cái thứ hai nữa là mình sẽ cần đeo một cái kính bảo hộ trên mắt 24/24 trong vòng tuần đầu tiên để bảo vệ tối đa cho cái an toàn trên mắt của mình. Còn phải đeo một cái kính để bảo hộ 24/24, có lẽ chỉ trừ lúc mình ngủ thôi phải không ạ? Ngay cả lúc ngủ thì thật sự mình cũng nên đeo để cho giữ thêm cái độ an toàn cho mắt mình. Vì đôi khi mình ngủ thì mình sẽ không ý thức được những cái mình chà dụi mắt. Thì những cái động tác đó thì sẽ không tốt cho mắt cái giai đoạn sớm ngay sau phẫu thuật. Cũng về vấn đề này thì mình cũng hạn chế là những cái nheo nháy mạnh. Sau mổ mình sẽ tránh nước vào mắt. Đối với những người mà yêu thích thể thao thì cũng có thể tập thể dục nhẹ lại được. Tuy nhiên nhớ lưu ý là mình sẽ tránh để mồ hôi rơi vào mắt trong vòng cái tuần đầu tiên, là cái tuần mình tránh nước đó. Mình chịu khó nhỏ nước mắt nhân tạo để dưỡng ẩm mắt nhiều hơn, do vừa sau một cuộc phẫu thuật thì mắt mình sẽ hơi khô hơn trước. Ngoài ra thì đối với những người mà thích bơi lội thì mình nên ngừng việc bơi lội trong vòng 3 tháng sau phẫu thuật. Đối với những người mà cần trang điểm vùng mắt thì mình sẽ lưu ý là ít nhất là trong một tuần đầu mình hạn chế là mình sẽ không trang điểm lên vùng mắt. Tuy nhiên những vùng còn lại của gương mặt thì mình vẫn trang điểm được bình thường. Dạ, vậy phương pháp này rất là hiệu quả và cũng không cần phải sự chăm sóc quá nhiều. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì qua cuộc trò chuyện với hai bác sĩ hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng Presbyon là phương pháp điều trị lão thì hiện nay đem lại rất là nhiều cái tính ưu việt, chẳng hạn như là thời gian phẫu thuật thì nhanh mà lại đem đến những cái hiệu quả rất là tức thời, và vấn đề chăm sóc thì lại không mất quá nhiều công sức và thời gian cho những người mà vừa mới tiến hành phẫu thuật. Nhưng mà có một điểm mà bác sĩ Huy cũng đã nói, đó là không phải trường hợp nào mà chúng ta cũng có thể điều trị bằng phương pháp Presbyon, cần phải có sự tư vấn và thăm khám kỹ càng
sàng của các bác sĩ. Vì thế quý vị khán giả, nếu như mà chúng ta muốn điều trị lão thị thì cần phải đến các trung tâm, các bệnh viện để có thể được các bác sĩ thăm khám và đưa ra một cái lời tư vấn tốt nhất cho mình về phương pháp điều trị. Và hôm nay thì chúng tôi rất là cảm ơn hai vị bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay và để cho chúng tôi biết rất nhiều về những phương pháp điều trị cho lão thị hiện nay, và đặc biệt là hiểu rõ hơn về phương pháp Lexmark. Vâng, xin cảm ơn ạ.